Ngọc Lan kính chào quý khán giả người Việt TV. Mở đầu bản tin trưa nay thứ hai ngày 27 tháng 7 năm 2015 là phần tấm lược các tin chính. Bắc Hàn kỷ niệm ngày chấm dứt chiến tranh Triều Tiên cảnh cáo Hoa Kỳ. Bắn hơn 100 phát súng trong nhà, hai ông bà ở Fresno bị bắt. Phá băng buôn ma túy lớn đội lốt chủ nhà hàng. Sau đây là phần tin chi tiết. Trong dịp kỷ niệm hơn sáu thập niên ngày cuộc chiến tranh Triều Tiên chấm dứt, các giới chức cao cấp Bắc Hàn đã cảnh cáo Washington rằng một cuộc chiến khác trên bán đảo này sẽ không để một người lính Hoa Kỳ nào còn sống sót để ký văn kiện đầu hàng. Bình nhưỡng và các thành phố khác trên khắp Bắc Hàn đã treo cờ và biểu ngữ, trong khi dân chúng được huy động tham dự các cuộc quyết tinh và lễ hội tập thể để đánh dấu ngày ký thỏa ước ngưng bắn 27 tháng 7 năm 1953, chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm. Các giới chức Bắc Hàn nhân cơ hội này đã gia tăng các phát biểu chống Hoa Kỳ và kêu gọi người dân cả nước phải khẳng định sự trung thành với nhà lãnh đạo hiện nay của Bắc Hàn là Kim Chính Vân, người thừa kế quyền hành từ cha và ông nội, cũng như để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Washington. Dịp lễ này được Bắc Hàn coi như là một kỷ niệm chiến thắng trong cuộc chiến với Hoa Kỳ và đồng minh trong thời gian chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950 đến năm 1953, Bắc Hàn có sự hỗ trợ của Trung Quốc và Liên Xô trong bài diễn văn đọc trước các cựu chiến binh hôm thứ bảy kim chính vân nhấn mạnh sự quan trọng của việc tạo dựng trong giới trẻ bắc hàn tinh thần chiến đấu của thế hệ trước nhưng cũng nhắc đến một yếu tố khác cũng không kém phần quan trọng là kho võ khí nguyên tử của bình nhưỡng thời đại mà hoa kỳ có thể dùng võ khí nguyên tử áp lực chúng ta chấm dứt này hoa kỳ không còn là mối đe dọa và sợ hãi mà chính chúng ta phải khiến họ sợ hãi Cảnh sát thành phố Fresno ở California vừa bắt giữ một người đàn ông và một người đàn bà sau khi tìm thấy hơn 100 lỗ đạn trong căn nhà của họ tại thành phố này. Cảnh sát nói rằng hai người này cùng ba đứa con ở tuổi thiếu niên của họ sống trong căn nhà, cho hay là có ai đó nhắm bắn vào họ, nhưng các cảnh sát viên sau đó đi đến kết luận rằng gia đình này chẳng bị ai tấn công cả. Cảnh sát được gọi tới sau khi hàng xóm báo cáo nghe nhiều tiếng súng nổ. Căn nhà chi chít các lỗ đạn của hơn 100 phát súng. Cảnh sát nói rằng người trong nhà đã bắn các phát đạn này với một số trổ lên mái nhà cũng như ra bức tường bên ngoài đe dọa sự an toàn của hàng xóm. Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng lục 9mm và một khẩu súng khác trong căn nhà này. Cả hai ông bà bị bắt về tội nổ súng trong khu dân cư và đe dọa sự an toàn của trẻ con. Nhà chức trách Việt Nam vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn từ Sơn La về Hà Nội, bắt giữ 6 người, thu gần 490 bánh heroin cùng 2 khẩu súng K-59. Ngày 26 tháng 7, truyền thông Việt Nam loan tin, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ ông Nguyễn Quốc Hùng, 32 tuổi, quê ở Thái Bình, người cầm đầu đường dây buôn bán ma túy lớn kiêm chủ một nhà hàng karaoke ở Bắc Từ Liêm về tội buôn bán ma túy với số lượng cực lớn. Tại nơi bắt giữ, công an đã thu giữ một bình gas công nghiệp đã được cải tiến. Bên trong có chứa 170 bánh heroin được ngụy trang, cùng nhiều đồ gia dụng như là bếp ga, nồi nấu ăn, thùng xốp. Khám xét ngôi nhà 3 tầng do ông Hùng thuê, thì cơ quan điều tra thu giữ hai bình gas công nghiệp khác, mà bên trong cũng chứa 320 bánh heroin, hai khẩu súng và một hộp tiếp đạn súng K-59, một băng đạn súng AR-15. Tổng số tăng vật ma túy là 490 bánh heroin. Tin cho biết là đường dây ma túy do Nguyễn Quốc Hùng cầm đầu có liên quan đến rất nhiều đường dây ma túy xuyên Việt, xuyên quốc gia khác mà công an đang tiếp tục điều tra. Vừa rồi là bản tin buổi trưa ngày thứ hai, 27 tháng 7 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.